Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay em xin báo giá toàn bộ tất cả những chiếc xe mà bên em còn đang bán. Bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng. Lên xe bên em thì cam kết về phần chất lượng nha anh chị, bao anh chị chất hãng toàn quốc luôn. Ở bên em có thu mua tô cũ tất cả các hãng, thu mua với giá cao và tận nơi luôn nha anh chị. Nên anh chị có nhu cầu bán ô tô cũ thì cứ liên hệ với em sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Còn bây giờ em sẽ đi chi tiết vào từng dòng xe. Hôm nay bên em vừa về một cặp Hilux luôn, cặp đôi hoàn hảo siêu đẹp luôn nha anh chị. Hai chiếc Hilux này giống nhau luôn, chỉ khác về màu sắc thôi. Hai chiếc này đều được sản xuất năm 2019, phiên bản số tự động hai cầu nha anh chị. Đó, hai xe này mới chạy có hơn 30.000 km thôi, còn rất là đẹp luôn. Ở bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng. Nên về phần chất lượng xe anh chị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Đó, sẽ quay phần thùng xe cho anh chị xem nè. Đó, thùng xe chưa có hề bị trầy xước gì nhiều nha anh chị, chứng tỏ là xe này cũng rất là ít chở hàng. Đó, xe còn rất là đẹp, chiếc màu trắng nè. Thùng xe của chiếc màu trắng cũng còn rất là đẹp luôn, như mới luôn nha anh chị. Ở bên em là chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Vì vậy anh chị chỉ cần đăng ký kênh của em sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa đâu. Đó, phiên bản số tự động 2 cầu, bản cao cấp nhất luôn, được trang bị ghế da là màu đen. Đó, trần xe cũng là màu đen luôn nha anh chị. Đó, tất cả mọi thứ còn rất là mới, anh chị có thể để ý phần nhựa hai bên cánh cửa ha. Ở phần nhựa táp lô cũng chưa hề bị trầy xước gì nhiều cả. Xe đã được trang bị màn hình cảm ứng, đầu DVD, camera lùi. Đó, anh chị có thể thấy các cái phím chức năng này, ha. Còn rất mới. À, cái chìa khóa còn chưa lột ni lông luôn. Ô đô của chiếc màu trắng này là 34.071 km. Đó, giá bán thì chỉ loanh quanh 900 triệu thôi nha anh chị. Đó. Rồi chiếc màu bạc cũng vẫn như vậy, vẫn được trang bị nội thất là ghế da màu đen. Đó, ghế còn như mới luôn. Trần xe cũng là màu đen nhưng mà đã được bọc ni lông trần rồi nha anh chị. Đó. Tất cả mọi thứ còn như mới, hai xe gần như là giống nhau luôn nha anh chị. Đó, các phím chức năng còn như mới luôn. Ở xe này thì là chạy nhiều hơn xe kia chút xíu, 38.268 km. Đó, giá cũng hơn 900 xíu thôi, còn thương lượng nha anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em. Một cặp Hilux số tự động hai cầu sản xuất năm 2019 nha anh chị. Rồi tiếp theo là một chiếc xe siêu hot luôn anh chị ơi, Toyota Fortuner mẫu mới luôn nha, sản xuất năm 2020. Xe máy dầu số tự động, xe cá nhân biển tỉnh. Và giá chào bán bên em là 1.050.000.000. 1.050.000.000 anh chị, giá rất là mềm. Xe rất là đẹp luôn. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Đó, chúng ta sẽ xem qua phần nội thất của chiếc Fortuner một chút xíu nha. Đó, xe được trang bị ghế da nè. Dán phim lót sàn. Bọc trần. Xe được trang bị camera 360 nha anh chị. Xe chạy lướt có mấy ngàn km thôi. Fortuner máy dầu số tự động, sản xuất năm 2020, mẫu mới luôn nha anh chị. 1.050.000.000. 1.050.000.000. Anh chị quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Rồi còn đây là chiếc Toyota Innova số sàn, sản xuất năm 2019 nha anh chị. Xe cá nhân biển Sài Gòn. Xe còn rất là đẹp luôn. Đó, và giá chào bán bên em là 609.000.000, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Đó, xe vẫn còn vay trả góp ngân hàng bình thường. Đó, chúng ta xem qua phần nội thất của xe nha. Đó, xe được trang bị ghế da màu đen. Đó, ghế còn tương đối nha anh chị. Một chiếc xe nồi đồng cối đá mang thương hiệu Toyota. Đó, chính là chiếc Toyota Innova số sàn. Đó, xe cũng đã được lên màn hình cảm ứng, đầu DVD, camera lùi.
Toyota Innova số sàn, sản xuất năm 2019, xe cá nhân biển Sài Gòn nha anh chị. Giá chào bán là 609 triệu, anh chị quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Rồi tiếp theo đây là chiếc Toyota Yaris động cơ 1.3 bản G nha anh chị, số tự động, xe cá nhân biển Sài Gòn, sản xuất năm 2015, xe mới chạy được có 31.000 km thôi, xe còn rất là đẹp luôn. Và hiện tại giá chào bán bên em là 465 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Đó, chúng ta xem qua phần nội thất của chiếc Yaris 2015 này. Đó, xe được trang bị ghế da màu đen chỉ đỏ. Đó, ghế vẫn còn tương đối anh chị, trần xe màu đen nguyên bản luôn, rất là sạch sẽ. Xe cũng đã được lên camera hành trình nè, màn hình cảm ứng camera lùi. Đó, odo của xe là 31.049 km. Đó, Toyota Yaris 1.3 sản xuất năm 2015. Đó, giá là 465 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo là chiếc Toyota Vios G, siêu cọp luôn, sản xuất năm 2020, bản G nha anh chị, bản số tự động cao cấp nhất luôn, xe cá nhân biển Sài Gòn, mới chạy có 22.000 km thôi. Và giá chào bán bên em là 520 triệu, giá vẫn còn thương lượng nha anh chị. Đó, rồi chúng ta sẽ xem qua phần nội thất của chiếc Vios G này nha. Đó, xe được trang bị ghế da màu kem. Anh chủ xe thì cũng đã bọc ghế tài bằng một lớp áo, rất là đẹp, rất là mới luôn. Xe mới chạy có 22.000 km thôi mà anh chị. Đó, các chi tiết vẫn còn như mới. Odo của xe là 22.719 km. Ở Toyota Vios bản G. Ở xe cũng đã được trang bị cảm biến áp suất lốp nè, màn hình cảm ứng camera lùi. Ở Toyota Vios G sản xuất năm 2020, giá 520 nha anh chị. Rồi còn đây là chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2016, bản 2.0e, xe cá nhân biển Sài Gòn, màu trắng nha anh chị. Màu trắng này rất là hiếm nha anh chị, ở trên thị trường chắc chỉ có một chiếc luôn á. Đó, xe cá nhân biển Sài Gòn, mới chạy có 55.000 km thôi. Và giá chào bán bên em là 690 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Nội thất còn rất mới, anh chủ xe rất là kỹ tính, bọc lại tất cả những cái ghế này một lớp áo bằng da anh chị ha. Đó, nội thất còn rất là ok, xe đã được lên màn hình cảm ứng camera lùi. Ở odo của xe là 55.575 km nha anh chị. Ở Toyota Camry 2.0e sản xuất năm 2016, giá là 690 triệu nha anh chị. Anh chị quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Rồi tiếp theo đây là chiếc Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2016, xe cá nhân biển Sài Gòn, xe đã chạy được 68.000 km. Và giá chào bán bên em là 820 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất ha, anh chị ha. Đó, xe được trang bị ghế da màu đen. Đó, ghế vẫn còn tương đối nha anh chị. Đó, phần nhựa cũng chưa hề bị chảy xước gì nhiều cả. Xe được trang bị camera hành trình nè, đầu DVD, màn hình cảm ứng camera lùi. Odo của xe là 68.102 km. Ở Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2016, ở giá chào bán là 820 triệu nha anh chị. Ở bên em là xe cũ chính hãng của Toyota Phú Mỹ Hưng, có thu mua tất cả các dòng xe đã qua sử dụng, thu mua với giá cao và thu mua tận nơi luôn nha. Ở đặc biệt là xe đã qua sử dụng của Toyota, tụi em sẽ thu với giá rất là cao, nên anh chị có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Cảm ơn anh chị đã xem video.